Chúng ta thấy gần như là các cái diễn biến COVID ở người phụ nữ mang thai có khác biệt gì hay có phân loại khác biệt gì so với những người bình thường hay không? Thì câu trả lời là các triệu chứng lâm sàng của người bệnh, người phụ nữ mang thai thì cũng gần giống với những người bình thường. Chúng ta đều thấy có một nửa các trường hợp thì COVID có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau mình mẩy và giống như các triệu chứng COVID khác. Do đó người phụ nữ mang thai thì về chẩn đoán thì cũng không khác gì so với những người phụ người mà gì bình thường không mang thai nhiễm COVID. Chia sẻ với các bạn đọc của báo Sức Khỏe Đời Sống thì có thể nói bây giờ thì chúng ta có rất nhiều phụ nữ mang thai bị COVID, và chúng ta có thể thấy là đại dịch COVID cho đến nay thì phải hơn 200 triệu người bị COVID, và cũng không ít các đối tượng là phụ nữ mang thai. Và chúng tôi với tư cách là bác sĩ sản phụ khoa thì rất nhiều mẹ bầu băn khoăn lo lắng là COVID ảnh hưởng gì đến thai kỳ, đến cho sức khỏe cả mẹ và con. Câu đầu tiên rất nhiều mẹ hỏi tôi đó là, đặc biệt là trong giai đoạn đầu quá trình mang thai, các mẹ hỏi đó là COVID có gây thai nhi bất thường hay không? Thì câu trả lời đầu tiên đó là hiện nay cũng không có nhiều số liệu chứng minh là COVID có thể lan truyền, lây truyền trực tiếp từ mẹ sang con. Chúng ta có thể nói số liệu người mẹ bị COVID thì rất nhiều. Tuy nhiên tình trạng mà nhiễm COVID bẩm sinh ngay sau sinh thì gần như là không có. Rất ít trường hợp, chỉ có một vài trường hợp báo cáo là có tình trạng COVID truyền từ mẹ sang con. Do đó theo kinh nghiệm chúng tôi cũng như các số liệu chúng tôi thấy thì gần như là gì, các cái chứng cớ chứng minh là gì, là COVID gây dị tật cho thai nhi là đến nay là chưa có các bằng chứng rõ ràng. Do đó các mẹ cũng có thể không quá băn khoăn lo lắng là việc là gì COVID gây bất thường cho thai nhi. Tuy nhiên quá trình mang thai thì diễn biến càng về sau thì ảnh hưởng COVID lên cả sức khỏe cả mẹ cả con thì càng nhiều. Thì tôi chia sẻ cái đầu tiên đó là sức khỏe của con trước, bởi vì rất nhiều mẹ là băn khoăn. Nhiều khi người phụ nữ Việt Nam mình thì gần như là nhiều mẹ còn sẵn sàng hy sinh bản thân để vì sức khỏe con cái. Thì dành cho các mẹ bầu thì đây cũng là một cái mà cũng như là đặc sản của chương trình sản phụ khoa, thì chúng tôi trả lời đó là COVID thì thường, đặc biệt là nếu như COVID diễn biến ở trong những tuần thai đầu tiên trong quý 1, quý 2 thường thì sức khỏe người mẹ nó cũng tương đối tốt và ít ảnh hưởng sang phía con. Ví dụ như là COVID thì như tôi chia sẻ là ít gây ảnh hưởng bất thường sang thai nhi, cũng chưa có nhiều bằng chứng chứng minh là COVID gây tăng nguy cơ sảy thai ở trong những quý đầu tiên. Tuy nhiên khi cái thai nhi phát triển tiếp theo thì chúng ta biết rằng là thai nhi phát triển càng to thì nhu cầu cung cấp dinh dưỡng như oxy, như là cung cấp máu của từ mẹ sang con là tăng lên rất nhiều. Và chúng ta thấy là ngay cả COVID chúng ta hiểu là tổn thương toàn thân cơ thể người mẹ, có thể có các nguy cơ như là gì khó thở, có các tổn thương ở gì ở tim, ở hô hấp. Do đó việc cung cấp đảm bảo tuần hoàn từ mẹ sang con cho thai nhi là gặp nhiều vấn đề trục trặc. Chúng tôi thấy là COVID có làm tăng nguy cơ tiền sản giật. Ví dụ như chúng ta biết tiền sản giật bản chất chính là bệnh tình gì tăng huyết áp và gì gây nên cái tình trạng biến cố là gì tổn thương đái ra đạm ở người mẹ. Thì chúng ta thấy là gì COVID làm tăng nguy cơ khoảng 1,3 lần các trường hợp nguy cơ tiền sản giật. Lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta hiểu COVID có thể gây tổn thương rất nhiều cơ quan trong cơ thể người mẹ, trong đó đặc biệt là có một tổn thương ở tại nội mạch, mạch máu và tổn thương các vi mạch, ngoại vi của cơ thể người mẹ. Thế thì chúng ta biết là gì, bánh rau hay đặc biệt là thai nhi chính là cơ quan mà có rất nhiều mạch máu cung cấp đến để nuôi dưỡng từ mẹ sang con. Bình thường quá trình mang thai người mẹ cần phải tăng tuần hoàn gấp 1,5 lần để tăng lượng máu cho thai nhi. Khi mà có tình trạng tổn thương COVID, đặc biệt là tổn thương các vi mạch ở cuối vi mạch, tức là các tổn thương ngoại vi của mạch máu, thì nếu như có tổn thương các vi mạch ở bánh rau thì sẽ gây làm gì, làm cản trở giảm cái tuần hoàn từ mẹ sang con và làm tăng hai nguy cơ. Một là bản chất nguy cơ tiền sản giật tổn thương ở người mẹ. Việc thứ hai, COVID có thể gây do gì, làm thai chậm phát triển tử cung. Cái chậm phát triển tử cung ở trên quá trình mà đặc biệt là quá trình mà quý 2, quý 3 của thai kỳ thì tăng nguy cơ thai chậm phát triển tử cung có hai yếu tố. Một như chúng ta nói đó là cái tổn thương các cái vi mạch ở ngoại vi sẽ làm cản trở cái sự tuần hoàn từ người mẹ sang con. Việc thứ hai đó là bản thân những người mẹ bị COVID thì sẽ có thể tổn thương những chức năng như là hô hấp, như là tuần hoàn, dẫn đến là gì, giảm cái khả năng hấp thu hô hấp, hấp thu tuần hoàn của người mẹ. Bản thân người mẹ mà cảm thấy khó thở, cảm thấy không đảm bảo oxy dinh dưỡng cho chính mình thì rất khó để người mẹ có thể cung cấp oxy cho con ở trong quá trình mang thai. Và có thể nói rằng thai nhi càng phát triển to ra, càng những tuần thai cuối thì diễn biến COVID ở người mẹ sẽ càng nặng hơn, bởi vì chúng ta biết rất nhiều người mẹ
cần không cần có bị tổn thương COVID, không cần có bệnh lý, cũng đã có khi mà thai nhi rất là to ra ở bụng, đã có thể gây nên gì cản trở tuần hoàn. Nhiều người mẹ chỉ có nằm ngửa thôi đã có tụt huyết áp, nhiều người mẹ đi bộ thôi nằm ngửa đã thấy khó thở rồi. Chưa kể là chúng ta có những người mẹ bị tổn thương COVID, do đó COVID mà diễn biến càng ở tháng cuối, càng gần ngày chuyển dạ thì người mẹ càng phải gắng sức nhiều hơn, và tổn thương lúc ấy, các tổn thương ở phổi tuần hoàn sẽ càng ảnh hưởng nặng nề hơn cho thai nhi. Do đó chúng ta thấy là thứ nhất tôi vừa nói là tăng nguy cơ tiền sản giật, tăng nguy cơ thứ hai là thai chất lượng tử cung, và tăng nguy cơ thứ ba đó là trong trường hợp người mẹ không cung cấp đủ oxy, không cung cấp đủ máu cho người thai nhi thì tăng nguy cơ thai chết lưu trong tử cung. Đấy là vì chúng ta hiểu là gì, rõ ràng tuần hoàn từ mẹ sang, nếu mà chúng ta người mẹ không đảm bảo đủ hô hấp, không đảm bảo đủ tuần hoàn thì hoàn toàn làm tăng nguy cơ thai chết lưu trong tử cung. Cái nguy cơ để tăng bao nhiêu thì báo cáo đó là nếu mà bất kỳ một người phụ nữ bình thường, nguy cơ gì thai chết lưu trong tử cung tăng lên sẽ khoảng 1,8 đến 2 lần. Tuy nhiên cái mức độ tăng này nó sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa, phụ thuộc vào cái mức độ nặng của bệnh. Nếu như với những COVID thể nặng thì nguy cơ cho thai nhi, nguy cơ gì suy thai, nguy cơ thai chết lưu trong tử cung tăng lên có thể từ gì 2 đến 4 lần, so với cả thể nhẹ, thể trung bình chỉ tăng lên khoảng 1,5 đến 1,8 lần thôi. Cái này thì nó rất là logic. Với những người mẹ mà bị gì suy hô hấp nặng chẳng hạn thì cái diễn biến người mẹ diễn biến càng nặng thì cái tình trạng COVID này càng phức tạp hơn. Cái nguy cơ thứ ba mà chúng ta có thể thấy được trong thai kỳ, chúng ta biết là bình thường những người phụ nữ mang thai có nguy cơ rất là lớn, đó là tiểu đường thai kỳ. Thế trong tiểu đường thai kỳ thì chúng ta biết nếu bây giờ chúng ta thấy rất nhiều người mẹ là không bị bệnh cũng đã bị tiểu đường thai kỳ. Và trong COVID nó có một cái tổn thương có thể gặp phải, đó là tổn thương ngoại vi, là tổn thương các cái chức tụy của người mẹ. Và do đó trong quá trình mà khám sàng lọc của bệnh nhân COVID cũng như là khám sàng lọc hội chứng hậu COVID sau này, chúng ta sẽ phải khám sàng lọc kỹ hơn về các vấn đề gì tiểu đường, đặc biệt là trong quá trình mang thai. Vì chúng ta biết là chức năng hoạt động của người phụ nữ mang thai thì cái chuyển hóa đường nó sẽ tăng lên khá là nhiều. Nếu chúng tôi phân biệt rõ ra đó là nếu như các bạn không có triệu chứng gì thì gọi là COVID không có triệu chứng, không có biểu hiện khó thở thì gần như là chúng ta yên tâm được xếp vào nhóm nhẹ. Còn nếu chúng ta bắt đầu có biểu hiện khó thở thì chúng ta phải đếm nhịp thở của chúng ta. Nếu như nhịp thở từ trên 20 lần trở lên thì đấy là bắt đầu xếp vào nhóm chúng ta phải theo dõi sát sao hơn, từ nguy cơ trung bình đến nguy cơ nặng. Chăm sóc trường hợp mà thể nhẹ và không triệu chứng thì có hai vấn đề lớn xảy ra. Một đó là chúng ta điều trị theo triệu chứng. Các mẹ có triệu chứng gì thì cũng sẽ xử trí triệu chứng đó. Ví dụ như chúng ta sốt thì các mẹ hoàn toàn là phải xử trí bằng thuốc hạ sốt. Sốt ở đây đó là chúng ta hiểu kiểu đó là gì, sốt trên 38 độ 5. Còn từ 37 độ 5 đến 38 độ 5 được hiểu đây là cái phản ứng của cơ thể sinh ra để giúp cơ thể tăng các chuyển hóa lên để đào thải, tiêu diệt virus tốt hơn. Nhưng khi sốt từ trên 38 độ 5 trở lên thì tăng các nguy cơ cho người mẹ cũng như tăng nguy cơ cho thai nhi và tăng nguy cơ suy thai cho thai nhi. Do đó người các trường hợp sản phụ mà có nhiệt độ sốt từ trên 38 độ 5 trở lên, chúng ta phải điều trị hết sức tích cực. Hết sức tích cực ở đây được hiểu chúng ta được phép dùng các thuốc hạ sốt, ví dụ như các thuốc rất thông thường như Efferagang, như là paracetamol, các viên sủi hạ sốt, các mẹ hoàn toàn có thể dùng các viên hạ sốt đó để xử trí. Ví dụ chúng ta có thể dùng liều tối đa từ 4 đến 6 viên trên một ngày, có nghĩa là cứ cách 4 đến 6 tiếng chúng ta có thể dùng một viên hạ sốt. Thế trong trường hợp chúng ta dùng thuốc hạ sốt rồi không đỡ thì làm sao? Thì chúng ta sẽ phải xử trí hạ sốt tích cực hơn bằng các biện pháp, ví dụ như là chúng ta gì chườm ấm, chúng ta dùng các cái khăn ấm, chúng ta chườm ở quanh các cái đường đi mạch máu, ví dụ nách, ví dụ như là bẹn cổ, đấy là nơi mà đường đi mạch máu giao thoa, thì giúp chúng ta có thể gì hạ sốt tối đa cho các người mẹ. Việc thứ hai là rất nhiều mẹ gặp phải chúng tôi đó là ho và có đờm, thì chúng ta bao giờ phải điều trị triệu chứng ho, chúng ta dùng có thể dùng các biện pháp đông y để mà xử trí các cái biện pháp ho, ví dụ chúng ta dùng thì ngậm quất mật ong, chanh với đường phèn, hay chúng ta có thể dùng các cái chế phẩm bổ phế hay các cái thuốc mà ho thông thường. Chúng tôi vẫn khuyến cáo các mẹ là tăng cường súc miệng, ví dụ súc miệng nước muối, ví dụ súc miệng bằng các cái dung dịch betadine súc họng, hoàn toàn tốt để chúng ta sát khuẩn diệt tại chỗ. Điều hết sức quan trọng trong quá trình mang thai đó là chúng ta điều trị cho cả hai mẹ con. Và chúng tôi khuyến cáo luôn đó là các thuốc điều trị COVID mà chuyên sâu là tuyệt đối không tự dùng. Ở đây chúng ta biết là rất nhiều trường hợp là bán thuốc kháng virus COVID ở trên mạng, kê đơn qua nhà thuốc, tự kê đơn cho thuốc kháng COVID. Hay chúng ta biết là rất nhiều người trường hợp dùng thuốc corticoid, tức là cái phản xạ điều trị giảm viêm ở trong quá trình mang thai, thì chúng tôi khuyến cáo luôn là các cái thuốc mà gì mà chuyên sâu hơn tuyệt đối sản phụ mang thai không sử dụng. Ví dụ như hiện nay Bộ Y tế khuyến cáo là không sử dụng thuốc kháng virus trong trường hợp mang thai, mà khi dùng là phải bác sĩ chuyên sâu, hội chẩn đa chuyên khoa để cân nhắc hết nguy cơ từ mẹ sang con, nguy cơ cho thai nhi, từ đó chúng ta mới có dùng. Cũng như không chủ động các thuốc ví dụ như là corticoid,
Ví dụ như còn có dùng thuốc chống đông nữa. Chúng ta biết dùng thuốc chống đông rất nhiều trường hợp là gì ở trong COVID có chỉ định dùng thuốc chống đông, nhưng đặc biệt trong quá trình mang thai dùng hết sức thận trọng. Vì ngoài tác dụng chống đông, chúng ta hiểu để mà chúng ta nôm na là để giảm tình trạng đông máu, thì hoàn toàn có thể gây rối loạn đông máu và gây chảy máu. Đặc biệt là gì, khi chúng ta biết các sản phụ mang thai mà chuyển dạ đẻ, mà mổ đẻ, nếu sản phụ dùng thuốc chống đông thì sẽ là một cái trường hợp rất nguy hiểm cho bác sĩ sản khoa. Đặc biệt là nếu có dùng, phải khai báo với phẫu thuật viên, với bác sĩ sản khoa để chúng ta lên kế hoạch ngừng thuốc chống đông trước khi cuộc đẻ, trước khi gì mổ lấy thai.